mang một không gian chill của Đà Lạt về Sài Gòn. Một dự án nhỏ của mình về ăn uống. Sorry cả nhà là dạo này mình không dành nhiều thời gian cho kênh food như trước, bởi vì bận làm một cái dự án cá nhân cũng liên quan về thức ăn và đồ uống. Mà bây giờ đứa con tinh thần này của mình và Tuyết đã thành hình hài rồi, nên mới ngồi tâm sự để kể lại cho các bạn về hành trình đó nha. Trước đây thì mình là một đứa không yêu Đà Lạt nhưng mà lại thường xuyên đi Đà Lạt. Trên đó thì có một chiếc quán siêu nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng và dễ thương, bán những cái món ăn đơn giản gần gũi mà lại làm cho mình ghiền. Hễ có lên Đà Lạt là mình chắc chắn sẽ ghé. Mình cũng từng làm một cái video kể về chiếc quán đó. Mình đã ấp ủ mang một cái không gian như vậy từ những ngày đầu khi mà biết tới nó khoảng 4 năm trước, nhưng mà rồi mình sợ thất bại, mình ngại bắt đầu nên đã không thực hiện nó cho đến khi thực sự có duyên. Hơn 2 năm trước, lúc đó bà Tuyết còn đang cô đơn lang thang một mình trên Đà Lạt thì mình rảnh rỗi đi theo. Hai đứa nhâm nhi tỉ tê trò chuyện với nhau đủ thứ tại cái chiếc quán đó, rồi ngà ngà men say, rồi say luôn nhau lúc nào không hay. Sau này thì cùng nhau làm việc, phải nói hiện tại thì cuộc sống của hai đứa mình khá là ổn định, bán túi xách da, đi chụp ảnh mẫu, làm video, có thời gian đi du lịch, lâu lâu thì lại nhận thêm booking tùy hứng. Nhưng mà rồi hai đứa tự lựa chọn bận rộn và mạo hiểm hơn, tự tạo một không gian xanh với những cái món đặc biệt thích ở Sài Gòn để các bạn có thể cùng gu chung sở thích, có thể đến chill cùng một cái không gian mà mình hằng mong muốn trước đây mà phải lên Đà Lạt thì mới có. Tuy nhiên thì ở Sài Gòn nóng quá nên nó cũng chỉ giống một phần nào đó thôi nha. Và dĩ nhiên với lượng công việc hiện tại cộng với việc làm thêm một chiếc quán mới, hai đứa mình phải tự thân vận động tất cả, mất rất nhiều thời gian, tâm tư, tình cảm để đổ dồn cho chiếc quán. Mình sẽ kể tiếp hành trình thực hiện nó và lý do chọn Nhiên Vì Ta làm cái tên của quán. Còn ở video này mình chỉ muốn khoe với các bạn biết là chúng ta đã có một không gian để chill với nhau rồi. Từ nay đến ngày 13 tháng 7 thì mình đang cho chạy thử quán để nhận ý kiến đóng góp của mọi người. Ngày 14 là mở chính thức, địa chỉ ở lầu 3 số 36/5 Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, chỉ mở sau 5 giờ chiều thôi nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Nhân Thích Ăn, người kể về món ăn và trải nghiệm.